Hello everyone, welcome to our class English Grade 7. My name is Phuong. Today we will learn about Unit 8, Films. Lesson 1, Getting Started. What film shall we see? Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học bài số 8. Chủ đề của chúng ta hôm nay là phim, một chủ đề rất thú vị phải không nào? Chúng ta sẽ học bài học đầu tiên, đó là phần Getting Started, với chủ đề là hôm nay chúng ta xem phim gì. Mục tiêu của bài học hôm nay là giúp cho các em sẽ nắm được những cái từ vựng liên quan đến chủ đề về phim ảnh. Nào, chúng ta cùng xem nhìn vào phần Getting Started. Trước hết thì First, I will give you some new words. Đầu tiên thì cô sẽ có một số từ vựng liên quan đến chủ đề về phim hôm nay. Các em sẽ ghi lại cho cô ha. Okay, the first word, star, 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 star. Chúng ta đều biết star thì nó thường là danh từ chỉ những cái vì sao hoặc là ngôi sao. Nhưng mà ở đây trong bài học hôm nay chúng ta thì nó đóng vai trò là một động từ. Trong những bộ phim thì sẽ chỉ là những diễn viên đóng vai chính. Star. The next. Critic. 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 Đây là chỉ những cái người mà họ bình luận về bộ phim, đánh giá về một bộ phim nào đó thì mình sẽ gọi họ là nhà phê bình. Critic thì mình sẽ thấy là nhấn âm thứ nhất, critic. Rồi next, chỉ những bộ phim mà khi làm cho những cho khán giả xem và cảm thấy sợ hãi thì đó là loại phim kinh dị, thì mình sẽ có từ horror film. Horror film. Horror film. Thể loại phim kinh dị. Horror. Nhấn âm thứ nhất. The next. Một thể loại phim vừa gắn liền với tình cảm và cũng vừa gắn liền với những tình tiết làm cho khán giả vui cười, thì mình sẽ gọi đó là phim hài lãng mạn. Okay, now listen. Romantic comedy. Romantic comedy. Romantic comedy. Đây là loại phim hài lãng mạn. Rồi mình có đầu tiên là từ romantic, nhấn âm thứ hai. Comedy, nhấn âm thứ nhất. Okay, the next word, đắm tạp, thì mình sẽ có một động từ để miêu tả nó ha. Shipwreck. 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 Nó là động từ mang nghĩa là đắm tàu, nhấn âm thứ nhất. Shipwreck. Rồi, một thể loại phim mà dành cho thiếu nhi đó là phim hoạt hình. Okay, now listen. Animation. 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 Danh từ chỉ về phim hoạt hình. Animation. Okay, now look at the picture. This is Dương and this is Mai. Đây là bạn Dương và đây là bạn Mai. Giờ mình sẽ xem hai bạn này đang thảo luận về những cái bộ phim dựa vào cái tờ có thể là tờ gợi ý hoặc là tờ báo gì đó hai bạn đang xem và đang lựa chọn những bộ phim ha. Và đó cũng là nội dung của đoạn hội thoại hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần đầu tiên này.
Thôi, ở đoạn này thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu trước đoạn hội thoại của bạn Dương và bạn Mai, sau đó mình sẽ nghe và lặp lại theo đoạn hội thoại này. Okay, now open your book on phase 16. I'm bored. Do you have any plans this evening? Rồi, bạn Dương nói sao đây? Tôi cảm thấy rất là chán. Bạn có kế hoạch gì cho tối nay không? No, what shall we do? À, đối với bạn Mai thì cũng chưa có kế hoạch và bạn ấy hỏi rằng chúng ta nên làm gì đây? What? Sorry. How about seeing a film? Seeing a film? À, bạn Dương đề nghị là chúng ta đi xem phim không? Good idea. What shall we see? Đây là một ý kiến hay và chúng ta nên xem cái gì đây? Let's take a look at the film section of the paper. It says that Vincent is showing at Kim Đồng Cinema at 8 o'clock tonight. Vậy thì bạn Dương đề nghị sau đây, hãy nhìn và tìm kiếm trong cái mục ở tờ báo này. Nó nói rằng có bộ phim Cát Trắng được chiếu ở rạp Kim Đồng vào lúc tối 8 giờ tối nay. It's a horror film. That's too frightening for me. Vì bộ phim Cát Trắng này là một bộ phim kinh dị và bạn Mai rất là sợ. Điều đó rất là đáng sợ đối với cô ấy. Okay, they are also showing Crazy Coconut at Ngọc Khánh Cinema. Vậy được rồi. Trên này còn thể hiện có bộ phim là chúng ta có thể dịch là Trái Dừa Điên hoặc mình có thể hiểu là Crazy Coconut ở cái rạp chiếu phim là Ngọc Khánh. What kind of film is it? Đó là loại phim gì? Thể loại phim của nó là gì? It's a romantic comedy. Nãy mình đã học rồi ha, romantic comedy tức là phim hài lãng mạn. What is it about? Và nội dung nó nói về cái gì? It's about a female professor and a male film star. They get shipwrecked on a desert island and have to live together. Although the professor hates the film star at first, she falls in love with him in the end. Rồi, bộ phim này nói về một cái nữ giáo sư và một anh chàng ngôi sao. Họ bị chìm tàu hoặc là bị đắm tàu rồi đến ở trên một cái hòn đảo hoang và họ phải sống với nhau. Mặc dù đầu tiên nữ giáo sư này rất là ghét anh ngôi sao nhưng mà sau này thì ở cuối phim thì cô ấy đã thích anh ấy. Who does sister? Who tức là hỏi về người, vậy hỏi ai là diễn viên chính trong bộ phim này? It's Julia Roberts and Brad Pitt. Vậy là hai ngôi sao đó là Julia Roberts and Brad Pitt. What have critics said about it? À, bạn Mai muốn biết rằng những nhà phê bình đã nói gì về bộ phim này? Most of them say it's very funny and entertaining. Vì hầu hết những nhà phê bình đều nói rằng bộ phim này rất là hài hước và giải trí. I know. Why don't we decide when we get there? Tôi biết rồi. Vậy tại sao mình không quyết định đi đến đó rồi hãy chọn? Okay, good idea. Đúng rồi, đây là một ý kiến hay. Bây giờ các em sẽ dò lại theo trong nội dung trong sách nha. Sau đó chúng ta sẽ xem đoạn video ngắn sau. I'm bored. Do you have any plans this evening? No. What shall we do?
How about seeing a film? Good idea. What shall we see? Let's take a look at the film section of the paper. It says that White Sands is showing at Kim Dung Cinema at 8 o'clock tonight. It's a horror film. That's too frightening for me. Okay, they're also showing Crazy Coconut at Nok Pang Cinema. What kind of film is it? It's a romantic comedy. What is it about? It's about a female professor and a male film star. They get shipwrecked on a deserted island and have to live together. Although the professor hates the film star at first, she falls in love with him in the end. Who does it star? It stars Julia Roberts and Brad Pitt. What have critics said about it? Most of them say it's very funny and entertaining. I know. Why don't we decide when we get there? Okay, good idea. Rồi, chúng ta đã nghe qua cách đọc, cách thảo luận nói chuyện của hai bạn Dương và Mai. Vậy bây giờ mấy em sẽ về nhà thực hành cho cô đóng vai Dương và Mai và thực hành nói lại cái đoạn hội thoại này ha, để luyện cho phần nói của chúng ta. Khai đàn ác sạc xe vệ. Activity 1A. Read the conversation again and answer the question. Rồi, there are 5 questions. Rồi, ở bằng bài tập này thì mình sẽ đọc lại đoạn hội thoại giữa bạn Dương và bạn Mai. Sau đó mình sẽ khoanh tròn đáp án đúng nhất ha. Các em nhìn vào, có thể nhìn vào phần bài tập ở trang 17. Question A. What does Dương suggest doing tonight? Ở đây mình có từ suggest, có nghĩa là đề nghị. A. Watching a TV show. B. Watching a film. C. Staying at home. 2. Where does Dương find cinema information? Information là thông tin. A. In a newspaper. B. By asking Mai on the internet. 3. Why doesn't Mai want to see White Sands? A. She doesn't like that type of film. B. It's not on at the right time. C. She has seen the film before. Question 4. How do critics feel about Crazy Coconut? A. They all like it. B. They don't like it. C. Many of them like it. Question 5. Which film do Mai and Dương decide to watch? A. White Sands. B. Crazy Coconut. C. They haven't decided yet. Ở đây mình có decide thì nó mang nghĩa là quyết định. Okay. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại đoạn hội thoại và mình sẽ trả lời những câu hỏi này ha. Question này. Giờ bạn Dương đề nghị là nên làm gì vào tối nay? Ở đây mình sẽ có 3 đáp án. Thứ nhất là xem TV, chương trình TV. Thứ hai là xem một bộ phim. Và thứ ba là sẽ ở nhà. Vậy giờ mình sẽ tìm hiểu xem bạn Dương. Tức là mình sẽ nhìn vào những câu hỏi thoại của bạn Dương đó. Coi bạn Dương đề nghị gì ha. Rồi, vậy câu này sẽ cho đáp án của chúng ta là B. Watching a film. Các em có thể nhìn vào dòng thứ hai của bạn Dương. How about seeing a film? Tức là bạn Dương đề nghị đi xem phim. How about là cụm câu để nói về câu đề nghị. Okay, number 2. Bạn Dương có thể tìm thông tin
Hoặc là bạn Dương đã tìm thông tin về những rạp chiếu phim ở đâu này? In a newspaper, tức là trên một tờ báo. By asking my on the internet, hỏi bạn Hoa hoặc là tìm ở trên mạng. Vậy mình sẽ tìm hiểu coi ở thông tin của bạn Dương, vậy nhìn những câu trả lời của bạn Dương ngay. Câu thứ 3, let's take a look at the film section of the paper. Of the paper ở đây tức là tờ báo gì? Đáp án của mình sẽ chọn là A. Number 3, tại sao bạn Mai lại không muốn xem bộ phim Cát Trắng? Thứ nhất là bởi vì bạn ấy không thích loại phim đó. Thứ hai là bạn ấy thứ hai là cái thời gian không thích hợp. Thứ ba là cô ấy đã từng xem cái bộ phim đó trước lúc trước rồi. Vậy mình sẽ chọn đáp án nào đây? Vậy mình sẽ nhìn vào những câu nói của bạn Mai. Rồi, câu thứ ba, it's a horror film, that's too frightening for me. Vì đây là một bộ phim kinh dị, nó rất là đáng sợ đối với tôi. Vậy thì đối với câu này, đáp án của mình sẽ chọn là A. Cô ấy không thích cái loại phim kinh dị này. For, những nhà phê bình nói gì về bộ phim Crazy Coconut? Đáp án A, họ đều thích. B, họ đều không thích. C, nhiều người trong số họ thì thích bộ phim này. Thì mình sẽ chọn đáp án nào đây? C, nhiều người trong số họ, tức là chỉ một có một số bộ phận thích và một số người thì không. Rồi, mình nhìn vào câu của bạn Dương, câu thứ hai của bạn Dương ở đoạn thứ hai đó. Most of them say it's very funny and entertaining. Tức là hầu hết mọi người thì đều nói rằng nó rất là vui vẻ và giải trí. Vậy thì chỉ là một số nhiều người nói thôi ha. Fine. Bộ phim nào mà bạn Dương và bạn Mai quyết định xem? Vậy lúc mình đọc, mình giải thích cả đoạn văn đó thì mình có nhìn thấy được câu trả lời nào của bạn Dương và bạn Mai quyết định xem bộ phim nào chưa nè? Mình sẽ chọn đáp án là C. Rồi mình nhìn câu cuối cùng của đoạn ha. I know, why don't we decide when we get there? Thì câu này của bạn Mai có ý gì đây? Tại sao chúng ta không đi đến rạp chiếu phim rồi hãy quyết định? Và bạn Dương đồng ý với ý kiến đó. Vậy thì hai bạn này chưa có quyết định ha, chưa có quyết định là xem bộ phim gì. Rồi các em đánh dấu lại vào sách đáp án. Hey, now the next activity 2. Match the types of films with their definitions, then listen, check and repeat. Hai, types of film. There are 8 types of film. A, science fiction. B, romantic comedy. C, thriller. D, comedy. E, documentary. F, animation. G, action. H, horror. Và đây mình sẽ có 8 thể loại phim nha các em. Đầu tiên đó là phim khoa học viễn tưởng. Thứ hai là hài lãng mạn. C là phim ly kỳ. Thứ tư là phim hài. Documentary là phim tài liệu. Animation là phim hoạt hình. Action là phim hành động. Và horror là phim kinh dị. Giờ mình sẽ có những cái định nghĩa sau. Đầu tiên, a film that tries to make audiences laugh, là một bộ phim mà cố gắng làm cho khán giả cười. 2. A film that features cartoon characters, là một bộ phim mà có những nhân vật hoạt hình. 3. A film that is set in the future, often featuring science, là một bộ phim mà diễn ra trong tương lai và thường nói về khoa học. 4. A film that tells an exciting story about mother or grand. Đây là một bộ phim nói về câu chuyện thú vị về những kẻ sát nhân hoặc là
tội phạm. Five. A film which combines comedy with story, with love story. Vì đây là một bộ phim mình có cụm từ combine with thì mang nghĩa là nối, kết hợp. Đây là một bộ phim mà kết hợp giữa yếu tố hài và câu chuyện tình lãng mạn. Six. A film that shows real life events or story. Đây là một bộ phim mà thể hiện những sự kiện hoặc là câu chuyện đời sống thực sự. 7. A film in which strange and frightening things happen. Đây là một bộ phim mà trong đó có những điều đáng sợ và kỳ lạ xảy ra. 8. A film that usually features lots of stunts and fighting. Là một bộ phim thì thường có những cái trò nguy hiểm và đánh nhau. Vậy bây giờ mình sẽ nghe, sau đó mình sẽ đánh dấu vào câu trả lời ha. 1. A film that tries to make audiences laugh. D. Comedy. 2. A film that features cartoon characters. F. Animation. 3. A film that is set in the future, often featuring science. A. Science fiction. Sci-fi. 4. A film that tells an exciting story about murder or crime. C. Thriller. 5. A film which combines comedy with a love story. B. Romantic comedy. 6. A film that shows real life events or stories. E. Documentary. 7. A film in which strange and frightening things happen. H. Horror. 8. A film that usually features lots of stunts and fighting. G. Action. Hi, that's enough. 1. Bộ phim mà cố làm cho những cái khán giả cười đó chính là phim hài. Đi. 1D. 2. Bộ phim mà có những nhân vật hoạt hình đó là phim hoạt hình ha. Mình sẽ có 2F. 3. Bộ phim diễn ra những cái cảnh trong tương lai và thường diễn đạt về khoa học thì nó là bộ phim khoa học viễn tưởng. 3A. 4. Bộ phim nói về một câu chuyện tình, xin lỗi, một bộ phim nói về câu chuyện thú vị về những tên cướp và tên sát nhân thì đó là bộ phim về ly kỳ. C. For C. 5. Bộ phim kết hợp giữa hài và câu chuyện lãng mạn thì đó là phim hài lãng mạn. 5B. 6. Một bộ phim được thể hiện những cái sự kiện hoặc câu chuyện trong đời sống thực thì đó là phim tài liệu. 6E. 7. Một bộ phim nói về những cái sự việc kỳ lạ và đáng sợ xảy ra thì đó là phim kinh dị. 8. Một bộ phim thường có nhiều cái cảnh đánh nhau và những trò nguy hiểm thì đó là phim hành động. 8G. Okay. Hai là next activity. 3A. Think of a film. Chúng ta hãy nghĩ như một bộ phim. Fill in the blanks below. Sau đó chúng ta sẽ điền xuống cái phần câu bỏ trống ở phía dưới. A. Type of film. Vậy mình suy nghĩ cho cô một bộ phim và thể loại của phim đó là gì? Type of film. B. Actors or star. Hai này nó cùng nghĩa nhau, đó là diễn viên và hoặc là ngôi sao đóng chính của bộ phim đó. The plot. Mình có the plot là câu chuyện hoặc là cốt truyện. Review. Review tức là những cái lời bình, lời phê bình, lời nhận xét. Rồi để hỏi về thể loại phim thì mình sẽ có câu trả lời như đây mấy em. Xin lỗi, mình sẽ có câu hỏi như thế nào.
ở trong bài đọc của bạn Dương và bạn Mai mình đã tìm hiểu rồi đó. Hai bạn trao đổi nhau đặt câu hỏi đó. Để hỏi thể loại phim thì mình sẽ có câu hỏi là What kind of film is it? What kind of film is it? Rồi, để hỏi về diễn viên hoặc ngôi sao thì hỏi về người thì mình sẽ có từ hỏi là who. Vậy hỏi ai đóng trong bộ phim đó thì mình sẽ hỏi là Who does it star? Who does it star? The plot, tức là hỏi về cái cốt truyện, câu chuyện của cái bộ phim. Vậy mình sẽ dùng từ hỏi là What? What is it about? What is it about? Rồi hỏi về lời bình. What have critics said about it? What have critics said about it? Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ thực hành cho cô. Hai bạn có thể là thực hành qua nhóm Zalo đó. Trao đổi với nhau ha, bằng cách hỏi và trả lời về bộ phim. Và cô sẽ có một ví dụ cho mấy em. Ok, now look at the picture. Ví dụ như bộ phim này là mình biết và mình muốn gợi ý, hoặc là đố bạn của mình đi. Giờ bạn mình sẽ phỏng vấn, đặt câu hỏi và mình sẽ cho gợi ý để bạn mình đoán được tên bộ phim ha. Giờ mình sẽ có một số câu hỏi để hỏi về thông tin phim. Thứ nhất, what kind of film is it? Giờ mình muốn cho thông tin đó là một thể loại phim là gì, vậy mình sẽ cho là it's an action film. Đây là một bộ phim hành động. Then ask, who does it star? Ai là người đóng vai chính trong bộ phim này? Vì thì nhân vật chính trong bộ phim đó là Daniel Craig. What is it about? Vì bộ phim này nói về gì đây mấy em? It's about a spy called 007. Bây giờ mình đoán được đó là bộ phim gì chứ nè. Is it Skyfall? Yes. Đấy. Vậy giờ mấy em sẽ thực hành cho cô đoạn hỏi này ha. Mình có thể thay thế là một bộ phim khác mà mình biết. Ví dụ như Titanic, Tom and Jerry, Doraemon, vân vân. Tùy theo những thể loại mà mấy em, bộ phim nào mấy em biết thì mấy em có thể thực hành với bạn của mình. Mình đưa ra thông tin thể loại phim, nhân vật đóng chính, xin lỗi, diễn viên đóng chính, nội dung của bộ phim, và sau đó cho bạn mình đoán. Rồi, tiết học của mình đến đây là kết thúc. Về nhà các em xem lại giùm cô những từ mới và học thuộc. Sau đó chúng ta sẽ thực hành với bạn của mình đoạn hội thoại vừa rồi. Có thể thay thế bộ phim khác, thực hành qua Zalo cũng được. Chúng ta sẽ chuẩn bị bài mới, đó là phần Closer Look One. Ở phần này thì mấy em sẽ tìm hiểu ở nhà cho cô ha. Mình sẽ tìm về phần Closer Look One thì nó nói về tính từ. Mấy em có thể mở sách trang 18, cô hướng dẫn luôn. Rồi, ở đây mình sẽ có cách thành lập tính từ bằng tặng cùng là thêm ed hoặc là thêm in. Rồi, đối với những tính từ mà tặng cùng thêm in thì dùng để miêu tả người, vật hoặc là sự vật, tức là chỉ về cảm xúc của con người, của sự vật hoặc là sự việc, nó mang nghĩa chủ động. Còn những tính từ tặng cùng là ed thì nó sẽ được dùng để mô tả trạng thái hoặc là cảm xúc của một người đối với một sự vật, sự kiện nào đó. Nó mang nghĩa là bị động, tức là bị tác động lại. Rồi, các em về xem tra từ vựng cho cô ha. Rồi mình hoàn thành các cái bài tập vào sách. Rồi có gì không hiểu thì các em có thể hỏi trực tiếp cô trên Zalo cũng được. Rồi mình hoàn thành những cái bài tập sau khi thời gian đi học lại thì mình sẽ sửa bài ở tiết Closer Look One. Rồi tiết sau chúng ta sẽ học tiếp tục là bài Closer Look 2. Các em về soạn trước cho cô các cái mệnh đề. Từ nói undone, despite, in spite of, soạn trước ha. Và tìm hiểu từ những từ mới trong động văn để mình tìm trước nghĩa, để trong quá trình dạy thì
các em có thể tiếp thu nhanh hơn. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Goodbye.